Đợt rét lịch sử trong vòng hơn 30 năm vừa mới xảy ra đã làm số gia súc bị chết của toàn miền Bắc lên tới hơn 7.000 con. Trong đó, tính đến thời điểm này thì Sơn La là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đa phần những hộ dân có gia súc bị chết hầu hết là những hộ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC vừa trở về từ Sơn La. Có 3 con. Đây là tài sản duy nhất còn sót lại của gia đình ông Tòng Văn Hoa sau đợt rét vừa qua. Gia đình ông Hoa có 3 con trâu, thì 2 con đã chết do không chống chịu được với cái rét. Thiệt hại ước tính lên đến trên 30 triệu đồng. Chính quyền thì cũng không tuyên truyền đến bãi thả, chính quyền này cũng gân bảo chân dắt. Nhưng mà ở đây là đất cũng hẹp hòi, toàn ruộng nương. Thì để cắt phần lớn là cắt cỏ, nhưng mà cắt cỏ thì mùa này nó khô cạn này, không có cỏ, thế là buộc phải lên trên bãi. Thì cứ một tuần là lên xem chân dắt một lần. Tháng 8 năm 2013, anh Thành vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Sơn La để mua một con trâu nuôi chăn thả. Đợt rét vừa qua đã làm cho thứ tài sản duy nhất của gia đình anh bị mất đi. Món nợ ngân hàng giờ đây anh Thành không biết phải làm thế nào để chi trả. Gia đình rất mong chính quyền hoặc ngân hàng chính sách sẽ ủng hộ và gia hạn cho gia đình chúng tôi có một thời gian kiếm tiền để trả ngân hàng. Xã Nậm Lạnh là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Sốp Cộp. Tỷ lệ hộ nghèo của xã này lên tới gần 70%. Đợt giá rét kỷ lục vừa qua đã khiến cho trên 70 con gia súc của 5 hộ dân trên địa bàn xã bị chết, gây thiệt hại nặng nề cho các hộ gia đình này. Do cái phong tục là phải chăn thả trên bãi, cho nên là mặc dù là Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo vận động bà con là lấy trâu bò về chăm sóc ở nhà, tuy nhiên là cũng không mang về hết được kịp thời. Cho nên là trâu bò chết ở trên bãi là cũng rất là nhiều. Rất là mong là các cấp, các ngành sẽ quan tâm hỗ trợ cho bà con hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là các cái hộ mà vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để về phát triển sản xuất. Theo thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp, Sơn La là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực miền núi phía Bắc trong đợt giá rét kỷ lục vừa qua. Làm thế nào để nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất đang là câu hỏi khó của ngành nông nghiệp cũng như những người dân ở địa phương này.